anh nghe án á, cái anh nghe án anh ngồi tại chỗ luôn, là cái người nhà cũng như ở đây vô nè, là mới nói là ngồi tại chỗ phải không, cái còn cầm con dao mới nói là ai mà vô mà ghim cái xác đi, như tại ông Hùng ổng nằm xuống rồi đó, cũng nằm ổng ôm cái gì cũng ôm bên chỗ này nè, trời ơi cái đầu á, nhưng mà bước có hai bước nè, là ông quỵ xuống, ông té, ông té lăn ra luôn đó. Người ông, cái ông mà gây án ổng mới nói là nếu mà ai mà vô mà thấy là ổng chém luôn, cho nên là không ai dám vô gì hết á, rồi hai ông kia mà trúng ổng, bị trúng rồi đó là bỏ chạy luôn. Dạ em Mau Bắc Bình chào tất cả cô chú anh chị và các bạn ha. Hiện tại bây giờ em đang có Vĩnh Long các bạn chị. Thì ở đây mới vừa xảy ra một vụ việc rất là chấn động nữa các bạn chị. Thì do mâu thuẫn trong một cuộc nhậu thì một người đàn ông đã xuống tay với ba người đàn ông. Thì một người đã tử vong tại chỗ, còn hai người khác thì đang nhập viện các bạn chị. Thì câu chuyện như thế nào thì em mời tất cả cô chú anh chị hãy nghe những người hàng xóm và những người xung quanh đây chia sẻ câu chuyện này như thế nào hết các bạn chị. Người nhậu rồi hai người sao vậy? Ông đó không có nhậu chứ. Cái ông này là cũng không có nhậu chung rồi, thấy có ăn quán trước đâu rồi. Rồi. Thì là hai người này là cũng có tình kết ở ngoài. Có lần trước có đánh nhau rồi. Dạ. Rồi ông này cũng có hận thù gì đó, biết tính đâu ông nhậu với sao ông chịu ăn dao đó, mình không chịu đâu, đánh á. Rồi đánh đâm mà cái người đó có qua đời không hả chị? Chết một người nó ra, nó giật tim ra ngoài vậy. Trời ơi, đâm sao mà cái tim mình nó giật sao cái... mà giật tim ra ngoài? Ra ngoài được trời. Rồi hôm 113 vô mổ tử thi luôn, tới 12 giờ khuya đó mà xin cái nhà nó cách nó mấy cái nhà tôi nó chết lỡ. Rồi nãy em cũng vô thấy mấy cô kia kể nó là chắc cũng nhậu rồi, chắc cũng nói chuyện này nọ rồi qua lại rồi lớn tiếng rồi vậy. Ông đi nhậu dưới kia, ông đi uống dưới kia là chân ngoài trên đó, ông đi về đó cũng như là có ăn quán trước rồi, có đây là có quýnh lộn trước rồi, nó trong mình đó, nên đi nhậu về đó. Ủa nhưng mà mấy cái người đó là lớn tuổi chưa hết vậy? Lớn rồi đó bà Mụ, thấy không? Dạ. Ủa quái. Ủa vậy là bây giờ là năm mấy mấy trăm mấy giờ bà Mụ? Ông Thanh đó, ông cái năm mấy trăm mấy giờ? Ủa ai là nãy em nghe nói là anh Thanh gì đó là cái ông đó là hung thủ đó. Ông đó đâm đó. Ghê vậy ta. Ủa đâm sao mà cái tim mà lòi ra ngoài được cô? Đâm tim ra ngoài vậy đó. Ghê vậy trời. Nghe người ta kể không à, người ta nói đâm tim ra ngoài vậy đó. Vậy thì ở ngoài này. Dạ. Ở lúc nó trầm trọng. Dạ. Nhà cũng gần đó đó. Ủa vậy là nhà chị là gần với cái nhà mà là cái hung thủ mà ra là ra tay hả? Nhưng mà không có dám ra. Ủa nhưng mà cái người ra tay mà giờ là công an có bắt chưa hết chị? Bắt tại chỗ. Là ấy xong rồi người đó có đi chạy trốn ra ngoài lại luôn. Mở đó vô nó xúc luôn đi luôn rồi. Ghê vậy ta. Dạ đúng rồi đó ngoại. Rồi như vậy là xuống tay với cái người đó là qua đời tại chỗ luôn hả chị? Đó tại chỗ đó. Một người ba cũng chưa có nói, nghe nói là xe kè ấy tử thi gì đó là bỏ tử thi xong rồi đó. Dạ. Em nghe nói là một người mất tại chỗ chứ hai người bị thương. Hai người bị thương là cái ông tài gần đó đó, nó bị chém hai gân cổ gì đó biết nữa, đem đến bệnh viện nói lại gì đó. Ghê vậy hả? Rồi ông kia thì bị đâm ngay giò. Ông kia là em đó, người đâm chơi người ta chết đấy. Là một mình anh Thanh mà anh làm ba người luôn. Ủa rồi chúng đó là mấy người chi can, chủ yếu là đâm cái ông chết đó thôi. Nhưng mà mấy người chi can cho nên ông quơ dao chúng á. Trời ơi. Mà hai người kia có bị nặng không cô? Ủa như vậy? Ông bị đứt ra lên cổ đó, còn ông kia bị cái chân trong mà rồi chú ông về rồi thấy chở vậy. Ủa vậy là tổng cộng là bao nhiêu người chị? Ba người đó, người chết hai người bị thương đó. Trời ơi trời, ghê thiệt nha. Ủa nhưng mà cái người mà ra tay là cái người đó tướng lớn con không hả chị, mà sao gan quá vậy? Biết, gạt lắm.
Ủa nhưng mà ổng ra tay sao mà tim mà cái quả tim mà văng ra ngoài được ta? Nghe nói vậy đó, nó văng tim không mà chắc có lẽ là cái lưỡi dao nó bị đó, rồi sống nó kéo gì nè. Dạ. Dạ. Lẽ mà nó kéo con dao ra vậy đó. Dạ. Nói vậy đó. Nghe nói là cái chén dao nó dài vậy nè, còn cái lưỡi dao vậy nè. Cái bản gì vậy? Ghê vậy? Ra ngoài đó, nói vậy đó. À. Thì mình độ là chắc là vậy đó. Dạ. Thôi, thì chú có dám chui ra đâu, nó nói đóng cửa trong nhà, không dám ra đóng cửa vào luôn. Trời ơi trời. Sợ quá chết. Ủa như vậy là hồi hôm nay công an là có khám nghiệm tử thi nữa hả chị? Trời ơi, nó khổ luôn. Khổ tại đó mới. À. Ghê vậy ta. Ủa là làm sao cái anh sao biết cho nó nhậu anh chạy xuống ta? Thì nhà chạy nó luôn, ở nhà ông thế nó luôn mà. Ủa là anh như chú đó. Ông thành đó, cái chú nhà nhậu đó ha, là ông thành nó phải đá luôn, không phải sao đó luôn đó. Ý là em của cái ông nhà, cái ông cũng nhà tại ta luôn á. Chắc chú đó, chú mất đang nhậu rồi, ông Thanh ông đi nhậu đâu về rồi, ông thấy rồi vậy? Chỗ khác lại, ông lại vô trên phường chị. Nãy con nghe nói là trên phường 8. Rồi chắc đi xuống đi chơi hả? Nhậu chung đó. Ủa sao đi xuống nhậu chung mà lại là xô xát với nhau luôn ta? Ngộ ha. Tại vì có ăn quán trước rồi, cũng có lần trước cũng có ra có đánh lộn rồi, nhưng là mấy năm về trước đánh lộn rồi. À. Ủa mà đã đánh lộn rồi mà bây giờ vẫn là còn ảnh thường tới giờ đó. Còn nhậu chung luôn hả chị? Không có nhậu chung. À. Ông này ông nhậu dưới đám đây. À. Ông kia thì ông đi nhậu chỗ khác. À. Thì ông không có lận cái dao về á, về nghe nó là cái tiếng chuyện gì đó. À. Ghê vậy ta. Chắc anh này chắc thấy ông này xuống đây rồi, ông mới về nhà chắc đó. Ông ăn vô đó. Ờ, đó. Chưa, ông đi nhậu chỗ khác không về, ông đâu biết ông có ông này đây đâu. Thì ông già cũng muốn cho hè ông này đó. Rồi, ông biết ông này ở đây. À. Về cái nghe cái hồi xôi sắc của nhau đó. Là ổng nhào vô là ở bên nhậu kia là hai người á. Bên nhậu kia bên kia đông đó, nó ra càng đó. Dạ. Càng nhậu quơ hai ông kia đó. Ghê vậy ta. Sao ông bà nhậu vô máu ấy rồi. Ghê thiệt. Tại vì em cũng nghe là cái này là một cái tin chấn động ở Vĩnh Long lên đó vậy. Có lên mạng hả bà vậy đó. Có. Tại vì em có thấy nè, rồi em phải chấn động luôn á. Không, trời ơi, thì chạm cái đó mà đâu có dám gọi, giờ đi về sớm rồi phải ngồi không dám chạy ngang đâu. Ủa? Sợ qua chứ không còn cỡ. À, trời. Ủa gì mộ là chị sợ ma dữ lắm hả? Ơi, cảm ơn lắm đó. Ủa, chị là cái chú mất là bộ mất tại chỗ luôn. Tại đó đó, tại chỗ luôn. Tại đó cái đường ngồi đi về ngang nè. Ủa nhưng mà cái nhà là nhà có không có trên đây à. Thôi dắt về không để hai cái em đưa cho về. Dạ. Ở đó đâu có dám ra, dạ trời ơi, có chuyện tới đâu. Chiều không mới đi vô trong đó không chơi. Dạ. Chơi mà chơi nhà của cái người mà anh cái người mà đâm móng đó. Dạ. Anh rồi. Bắt đầu mới đầu ông mà đâm á, ông mới đi ông sợ ông nhậu rồi ông mới đi xe đạp về đó là dạ. Bắt đầu là ông mới chạy vô nhà, ông muốn lấy dao ra là ông giúp con kia trúng ngay đây nè. Trời ơi. Tâm mà dao dài mà còn nghe nói là chú mất là loại tiên quá luôn à. Không. Máu nữa tương ra là ổng bệnh vậy thôi đó, nhưng mà tới lúc mà ấy vô cũng như là đâm vô ổng rồi đó là ổng quay ra ổng bước qua cũng như ổng bước có hai bước như vậy là ổng ngã cái ra là ổng nằm ổng ơn. Ghê rồi. Rồi xong hả nó chém cái ông mà hàng xóm ở đó nữa. Dạ. Là ngồi chung trong bàn chơi đó. À. Đó là chém đứt hai cái sợi dây, hai cái cân cổ. Dạ, dạ. Sao dạ. Còn một người anh của cái người chém nữa. Dạ. Là hai người còn đang nằm dưới bệnh viện. Ủa nhưng mà cái người qua đời này lớn tuổi chưa chị? 56 tuổi. 56 tuổi mà ghen quá trời ta. Cái người chết là 56. Dạ, dạ. Cái gì quà. Ủa như vậy là sáng nay đưa cho ảnh đi ăn nghỉ hả chị? Ủa nhưng mà ảnh ăn nghỉ ở đâu chị? Như là
thiêu là chắc mình đi thiêu ở trên Sa Đéc quá chị. Đúng rồi, đường ở đây là thiêu đó. Mấy giờ chị? 11 giờ là ra khỏi nhà. 11 giờ chưa ha? Dạ 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 dạ. Để ngày mai em lên em sẽ đưa cho anh đi an nghỉ luôn. Dạ. Rồi rồi thôi vậy em cảm ơn chị. Dạ 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 dạ. Chắc dành mối quá. Gì chạy sơ mà vậy đó. Mày dành mối gì ghê vậy? Anh này anh cũng hay vô trong hướng đó anh chơi á. Ở đây nè mấy người này cũng hay vô cái đường mấy ông hổ chơi đó. Mà giờ sao trong nó ghê. Ghê ha. Mà cái ông mà gây án cũng lớn tuổi mà ngộ tôi phải là nó ở đây mấy đứa nó cứ nói cái thằng nhưng mà ông hàng năm rồi đó chứ không biết đâu. Dạ. Chú Thanh, nghe nói là tên Thanh mà nó có kêu chú. Chú Thanh. Mà chú Thanh này ấy xong rồi là không có trốn, không có chạy đi đâu. Ủa là vậy là ảnh ở tại chỗ luôn hả? Là không có chạy trốn gì chứ ha? Cái anh nghe án á, cái anh nghe án anh ngồi tại chỗ luôn là cái người nhà cũng như ở đây vô nè. Dạ. Là mới nói là ngồi tại chỗ phải không? Mới còn cầm con dao. Mới nói là ai mà vô mà đinh cái xác đi, nhưng tại ông Hùng ổng nằm xuống rồi đó, ổng nằm ổng ôm cái gì muốn ôm bên chỗ này nè. Trời ơi. Cái đầu á, nhưng mà bước có hai bước nè là ổng quỵ xuống ổng té, ổng té răng ra luôn á. Người ổng cái ông mà gây án á, ổng mới nói là nếu mà ai mà vô mà thấy là ổng chém luôn. Ghê. Cho nên là không ai dám vô gì hết á. Rồi hai ông kia mà trúng ổng bị trúng rồi đó là bỏ chạy luôn. Là người dân đó là đưa đi vào bệnh viện. Là cái anh mà nằm xuống là không, ông Hùng này là không có đi luôn. Là qua đời tại chỗ luôn. Thì nằm chết tại chỗ luôn, rồi gục tại chỗ như là ấy, là quỵ xuống luôn, lăn xuống luôn. Rồi cái anh gây án á là ổng mới nói nếu mà ai mà vô ấy hay là ổng xử luôn á, đâu trời. Ai sợ dám. Đúng rồi, sợ. Ổng ngồi đó, ngồi là ổng đợi công an luôn. Ghê vậy ta. Là công an vô luôn, là ở đây người nhà chạy vô đó là còn ngồi đó là đợi công an vô. Là ở dưới miếng mổ là điện cho người nhà cái chú Hùng này lên hả chú? Lục điện thoại đó rồi biết đó, rồi điện cho người vợ ở trọ đó, ở trong phòng trường đó. Dạ. Ghê hết rồi. Rồi cái người vợ mới chạy ra đây cho mấy đứa nhỏ hay nè. Dạ. Là khoảng lúc đó 8 mấy 9 giờ. Đấy, chết liền tại chỗ. Dạ. Rồi bắt đầu người ta mới vô, người ta mổ tử thi, người ta mổ xuống. Dạ. Dạ. Mà ổng đâu có bệnh hoạn gì đâu, ổng là có người tươi gói bình thường như mình. Dạ. Chiều đi nhậu một chút đó. Mà cái chú Hùng này bữa con không? Ủa nhưng mà cái anh Hùng này là ảnh nhậu là ảnh nhậu ở đâu ha? Nhậu trong cái nhà của anh của cái người gây án đó. À dạ 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 dạ. Đó, ngồi đó nhậu chung hai ba người đó. À dạ. Ghê thiệt chứ. Bởi vậy em nghe chấn động ở Vĩnh Long luôn ha, luôn ha chị. Quá dữ thiệt. Rồi hôm là công nhất này nào mà tới 1 giờ 2 giờ. Đúng rồi, tới 1 giờ mấy đứa trả về tới đây. 1 giờ. Dạ. Gần 1 giờ. Thì nãy con nói là công nhất này nào là tới kia là. Dạ. Trời ơi, dạ, em cảm ơn chị. Dạ. 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 Mà đại khái là ông cái chết rồi pháp y mổ đúng đúng không? À. Rồi một cái người là bị khứa gần cổ nè. À. Dạ dạ đúng. À. Bị khứa cắt ngang gần cổ nè. Dạ. Mà cái người đó cũng vẫn còn sống. À. Một cái người là bị đâm ngay đùi á. Dạ. Là em của cái ông đó. Dạ. Đại khái là vậy, còn cái ông mà chết á thì dạ. Nghe nói cũng ở trong đó đang nhậu nhẹt mà. Dạ. Chứ không lúc đó là để coi là lúc mà công an vô đó, là pháp y vô là lúc đó 11 mấy. Dạ. 1 giờ mấy khuya đó. Vậy là 11 khuya. Mà khởi đầu á là lúc đó là 7 giờ. Dạ. Ghê ha. 7 giờ tối. Hồi nãy con nghe cô kể rồi đó là cái ông anh Thanh á là cái người mà xuống tay á là ông đi nhậu ở đâu á. Rồi ông mà chú mà mất á là chú nhậu ở nhà em của ông, rồi ông đi về ông thấy này là con nghe nói là hai trước đâu rồi. Dạ dạ. À. Là hai người này là cũng có xích mích rồi. Xích mích rồi nhưng mà lâu rồi. Ủa nhưng mà em nghe nó hô là cái quả tim rớt ra ngoài luôn hả chị? Đúng rồi. Ghê vậy hả? Ủa mà mình làm sao mà không biết, đại khái là vậy. Nhưng mà tối hù rồi 11 giờ ai đâu dám vô coi. Dạ dạ. Cái gì mà thấy ghê gì nó vậy ta? Đang rớt cái tim ra ngoài luôn á.
trời trời. Rồi con nghe nói là thằng em ông Can là sao mà đúng rồi, chúng rồi, rồi chúng vô cái đùi luôn. Trời ơi, cái gì vậy ta? Rồi đại khái là vậy. Bây giờ em thấy rồi, em đi lại đằng đó em hỏi thử coi. Dạ 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 dạ. Và chào cái chạm đây nè. Rồi nếu mà đây em có điện bây giờ là dạ. Có vậy đó. Rồi dạ 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 dạ. Thôi vậy em cảm ơn vậy. Dạ dạ. Dạ dạ. Con thơ báo hiếu tích dọn lệ cho